Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần trước, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Chúng tôi đã nói về thân thế của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cũng như giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu của ông sáng tác trong những năm đầu. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với những tình khúc sáng tác khi cuộc chiến Việt Nam bắt đầu trở nên khốc liệt. Những tình khúc mang nặng nỗi buồn thân phận, niềm đau cho quê hương với 20 năm nội chiến từng ngày. Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo, mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tộc chiều. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm. Ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần, nửa đêm đó lời ca giả lan như ngại ngùng vùng u tối. Một đời bỏ ngó đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em. Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ. Mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu. Chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên điều phiền, để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên. Vừa rồi là ca khúc Dấu Chân Địa Đàng, một trong những tình khúc Trịnh Công Sơn sáng tác sau khi đã nổi tiếng. So sánh với những ca khúc ban đầu như Ướt Mi, Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, Nhìn Những Mùa Thu Đi, người ta thấy nội dung những bản tình ca của Trịnh Công Sơn lúc sau này càng thêm chán chường, tuyệt vọng. Thời gian đó là năm 1965, cao điểm của chiến tranh Việt Nam với những trận đánh lớn như Đồng Xoài, Ple Me. Người Mỹ bắt đầu đổ quân lên miền Nam, oanh tạc miền Bắc. Đồng thời cũng là lúc phong trào tranh đấu ở miền Trung trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Về lập trường và vị trí chính trị của Trịnh Công Sơn trong giai đoạn này, mỗi tác giả có một nhận định khác nhau. Hoàng Nguyên Nhuận sau này viết, phong trào đấu tranh của thanh niên sinh viên học sinh Huế bùng nổ từ mùa hạ 1963 đã đẻ ra Trịnh Công Sơn. Nhưng theo một số tác giả khác, chẳng hạn nhà báo Đặng Tiến, bạn thân của Trịnh Công Sơn, thì trên thực tế, họ Trịnh vẫn giữ một khoảng cách với các cao trào chính trị do Phật giáo chủ động lúc bấy giờ. Còn họa sĩ Bửu Trịt, một bạn thân khác của Trịnh Công Sơn và cũng là người có chân trong phong trào sinh viên đấu tranh cho hòa bình, bị chính quyền miền Nam bắt giam từ năm 1971 tới 1975, thì xác nhận Trịnh Công Sơn không nằm trong bất cứ một tổ chức chính trị, đảng phái nào. Và ông còn nhận xét Trịnh Công Sơn là người thiếu vắng một thái độ chính trị. Vì thế, vào năm 1963, khi Hoàng Nguyên Nhuận, Hoàng Phủ Ngọc Tường và các tay lãnh đạo phong trào đấu tranh của thanh niên sinh viên học sinh ở Huế bị chế độ đệ nhất Cộng Hòa bắt giam, thì Trịnh Công Sơn vẫn chưa tỏ lộ ý thức phản kháng. Nhạc của ông vẫn chỉ viết về tình yêu và thân phận con người. Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi
sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u rồi vào đời buồn xa. Hồn ta gió cát phù du bay về, đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt tình réo tình âm thầm, sâu réo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Rồi một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tình Xa, bản này cùng với Tình Nhớ và Tình Sầu đã trở thành một bộ ba Trilogy mà các tác giả nổi tiếng thường dồn hết tinh hoa, tâm sức vào trong đó, như một tác phẩm để đời gồm 3 phần khác nhau nhưng không thể thiếu một. Năm 1965, Trịnh Công Sơn bắt đầu tham dự những đêm hát của sinh viên, bắt đầu từ khuôn viên Đại học Văn khoa rồi lan rộng khắp nơi. Sinh viên nói tới ở đây là sinh viên nói chung, nhưng nòng cốt vẫn là phong trào sinh viên đấu tranh cho hòa bình. Bước qua năm 1966-67, Trịnh Công Sơn bắt đầu sáng tác một loạt ca khúc chống chiến tranh như Người Con Gái Việt Nam Da Vàng, Đại Bác Du Đêm, Tình Ca Người Mất Trí, vân vân. Người yêu nhạc lúc ấy có thể tới với Trịnh Công Sơn qua con đường tình ca, rồi thích cả nhạc phản chiến, hoặc ngược lại, nghe nhạc phản chiến rồi yêu cả nhạc tình. Vì thế, hai thể loại ca khúc của Trịnh Công Sơn hợp lại đã tạo ra một sức thu hút mãnh liệt tầng lớp trí thức trẻ. Đó là chưa kể còn có một số lớn thích nhạc Trịnh Công Sơn như một cái mốt thời thượng. Trong đó có các cô cậu ở các mục tìm bạn bốn phương trên các báo thường tự giới thiệu là yêu màu tím và nhạc họ Trịnh. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mà tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm này vết mực nào xóa bỏ không hay.
Vừa rồi là ca khúc Cát Bụi qua tiếng hát của Khánh Ly. Cuối năm 1967, một biến cố xảy ra tại quán văn trong khuôn viên Đại học Văn Khoa. Trong buổi trình diễn của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly vào đêm 20 tháng 12, một nữ khán giả đã lên cướp micro, tuyên bố kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Một sinh viên trong ban tổ chức giành lại micro và bị bắn trọng thương. Cô gái lên xe Honda phóng đi trước những cặp mắt kinh hoàng của khoảng 200 thính giả. Kể từ đêm hôm đó, Trịnh Công Sơn và Khánh Ly không còn hát chung như thế tại Sài Gòn nữa. Khi cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 của quân Cộng sản xảy ra, Trịnh Công Sơn đang ở Huế. Nghe kể lại, sau khi chiếm Huế, các cán bộ Cộng sản đã lùng kiếm Trịnh Công Sơn để yêu cầu ông làm một bài hát ca ngợi Sao Vàng trên đỉnh Phú Văn Lâu. Nhưng Trịnh Công Sơn đã lẩn trốn và sau này được biết là trốn trong thư viện của Đại học Huế. Và theo nhà báo Đặng Tiến, thì ngược lại Trịnh Công Sơn đã sáng tác hai bản tố cáo cảnh giết người và chôn người của quân Cộng sản. Đó là Hát trên những xác người và Bài ca dành cho những xác người với địa danh bãi chôn người chính xác. Nếu sự thật đúng như những gì Đặng Tiến viết, thì người ta rất khó lòng giải thích những suy nghĩ, nhận định của Trịnh Công Sơn qua việc ông tiếp tục sáng tác những ca khúc phản chiến, gửi vào Sài Gòn để sinh viên học sinh hát trong những buổi xuống đường. Những ca khúc phản chiến vô tư, nhưng bởi vì nó chỉ được hát tại Sài Gòn, cho nên vô hình chung đã mang tác dụng chống chế độ miền Nam. Càng lạ lùng hơn nữa, vào cuối năm 1968, sau khi Đại tá Lưu Kim Cương, Tư lệnh Không đoàn 33 của Không quân miền Nam, bị tử thương tại Tân Sơn Nhất trong lúc giao tranh với quân Cộng sản, Trịnh Công Sơn đã viết một bài tiếc thương. Trời rộng đã vắng anh như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình nơi đây một lần nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không. Bạn mẹ còn đâu anh biết không anh, người tình còn đây anh nhớ không anh, vườn cỏ còn xanh mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống vùng trời nào đó anh đã bay qua, chỉ còn lại đây những sáng bao la, người tình nào quên, bạn bè nào xa. Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ, anh nằm xuống như một lần vào biển du, đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò, người thành phố trong một ngày đã nhắc tên những sớm mai lửa đàn, những máu xương chập trùng xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thành
Theo lời một số người hiểu chuyện mà chúng tôi thuật lại với sự dè dặt thường lệ vì chưa có dịp hỏi người trong cuộc, thì Trịnh Công Sơn viết bản này theo lời yêu cầu của Khánh Ly. Bởi giữa Khánh Ly và đại tá Lưu Kim Cương có một mối giao tình văn nghệ nào đó. Nhưng không chỉ có một câu hỏi nói trên, mà còn nhiều câu hỏi khác liên quan tới Trịnh Công Sơn mà không ai có thể trả lời thỏa đáng. Chẳng hạn, tại sao một người không hợp lệ quân dịch như Trịnh Công Sơn lại có thể ngang nhiên sáng tác và hát nhạc phản chiến ngay tại Sài Gòn, lại còn được tướng Nguyễn Cao Kỳ, người lãnh đạo nội các chiến tranh, đặc biệt ưu ái, từ những chai rượu nghĩa tình cho tới những chuyến quá giang phi cơ về Huế để hát nhạc phản chiến? Kết quả của cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968 là Hòa Đàm, Ba Lê. Và kể từ lúc này, các ca khúc của Trịnh Công Sơn đã mang nội dung chính trị rõ rệt, mà nổi tiếng nhất phải là bản Nối Vòng Tay Lớn. Bài hát mà sau này khi chiến xa Cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài Gòn sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cho quân đội miền Nam buông súng. Trịnh Công Sơn đã lên đài phát thanh Sài Gòn để hát, một việc mà nếu như ông đừng làm thì tốt hơn. Có điều mỉa mai là ngay sau đó, toàn bộ ca khúc của Trịnh Công Sơn đã bị cấm hát trong một thời gian dài. Trước đây, chính quyền miền Nam chỉ cấm một cách chiếu lệ những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn. Nhưng nay, chế độ Cộng sản cấm tất cả. Mấy năm trước khi qua đời, Trịnh Công Sơn đã cho xuất bản tuyển tập những bài ca không năm tháng. Trong đó, ông đã loại bỏ hầu hết những ca khúc được gọi là phản chiến, kêu gọi hòa bình trước năm 1975. Tùy theo suy nghĩ cá nhân, có người cho đó là một sự mở mắt muộn màng của một trí thức ngây thơ. Có người cho đó là một sự giác ngộ của một kẻ lầm đường. Và cũng có người cho rằng, Trịnh Công Sơn không ngây thơ cũng chẳng lầm đường. Ông chỉ là một chứng nhân lịch sử, sáng tác theo tiếng nói của con tim. Đó cũng là những gì chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 3 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Còn bây giờ, xin được trở lại với những tình khúc của Trịnh Công Sơn trước năm 1975. Sau năm 1968, Hòa Đàm, Ba Lê vẫn không đem lại hòa bình cho Việt Nam. Trái lại là những mùa hè đỏ lửa, đại lộ kinh hoàng đã khiến Trịnh Công Sơn trở nên tuyệt vọng. Một sự tuyệt vọng được thấy rõ trong những tình khúc được chuyển sang một hướng khác, mà điển hình nhất là bản Như Cánh Vạc Bay. Và sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của Khánh Ly và Lệ Thu để chấm dứt chương trình tuần này. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi mắt em, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai. Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trắng. Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng, suối đón từng bàn chân em bàn tay thơm tho, lá khô vì đợi chờ cũng như đời người mãi âm u. Nơi em về ngày vui không em, nơi em về trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Nắng có hồng bằng đôi môi em, mưa có buồn bằng đôi môi
sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Gió sẽ mừng vì tóc em bay cho mấy hòn ngủ quên trên vai, vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nắng có còn